Chào bạn, trở lại với những chuyến hành trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisoto. Tôi là Quân, cán bộ khảo sát của công ty. Hôm nay đội số 1 chúng tôi có chuyến hành quân đầu tiên trong ngày đến với gia đình của chị Ngân ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về phục vụ tư vấn thiết kế cho chị một cái ngôi biệt thự 2 tầng đẹp, hiện đại và nổi bật nhất vùng. Vâng, mời các bạn theo chân chúng tôi đến với những chuyến khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisoto nhé. Chào anh em, sau đây tôi xin quay lại hiện trạng của nhà chị Ngân ở Hưng Hà, Thái Bình. Thì đây các bạn nhé, thì tôi đang đứng bên ngoài phía khu vực khuôn đất. Đây, khuôn đất nhà chị dự kiến xây dựng một ngôi biệt thự 2 tầng, mái thái theo phong cách hiện đại. Thì đến cái mép tường kia là hết nhé các bạn nhé. Đây, tôi sẽ quay lại đây. Thì theo như tôi đánh giá hiện trạng thì cái cốt mặt đất tự nhiên so với cái cốt nền đường ấy cách nhau tầm khoảng 1m2 đến 1m3, thì tí nữa tôi sẽ đo cụ thể. Về cấp điện, cấp nước thì nó sẽ ở trước nhà chị. Trước nhà chị ơi, thoát nước thì mình sẽ thoát ở đâu hả chị? Chị Ngân này, thoát nước ạ. Thoát nước bẩn ấy, chị thoát nước bẩn thường ngày. Đây, đây, nhưng mà ví dụ như có hệ thống thoát nước ngoài đường hay là có hệ thống thoát nước nội bộ quanh đây không hả chị? À, vâng vâng, ok. Thoát nước thì sẽ thoát nước trước nhà các bạn nhé. Thì hiện tại đây là ngôi nhà phía trước của chị này. Cho đằng sau hả chị, ok. Đằng sau này lỡ của nhà ai sao hả chị? Đi đằng sau được. Lấy ngôi nhà ra đi đằng sau được không? Không. Dạ vâng, thoát nước bẩn, thoát nước sinh hoạt đấy. Ví dụ có cống trước nhà thì mình sẽ dùng hệ thống vâng, thoát nước trước nhà. Dạ vâng, không, được rồi. Đây các bạn nhá, tôi đang view từ phía trước này.